Quay lại với kênh YouTube của Đào Hyundai. Hôm nay Đào sẽ làm cái clip hướng dẫn sử dụng xe Accent và trải nghiệm xe Accent 2021 như thế nào, cảm giác lái như thế nào, rồi báo giá xe Accent cho các chị và các bạn nào đang có nhu cầu sở hữu Accent Hyundai phân khúc hạng B. Ok, đây là chiếc Accent 2021 bản đặc biệt mình vừa mới mượn showroom. Thì hôm nay sẽ quay chiếc xe này, vừa lái vừa quay và chia sẻ với các anh chị và các bạn các cái tính năng cũng như là cảm giác lái của chiếc xe này như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ đi ha. Mời các bạn đi theo chân mình để cùng trải nghiệm chiếc xe này. Accent 2021 thì là xe bản facelift nâng cấp so với cái thế hệ 2018 và ra mắt từ tháng 12 năm 2020 và bây giờ là tháng 2 năm 2021. Liên tục ở các cái tháng cuối năm cũng như là đầu năm bây giờ là cũng đang rất là hiếm hàng, và cái lượng khách hàng mà đang tìm kiếm Accent 2021 để săn đón và mua xe Accent 2021 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam có 4 phiên bản, đó là bản số tự động, bản thường và bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì mình đang trải nghiệm ở đây, và số sàn thì số sàn bản full và số sàn bản base, bản tiêu chuẩn các anh chị. Thì chiếc xe này nó có những tính năng gì mà lại làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam? Qua các thời kỳ, ngay cả thế hệ 2018 thì Accent đã làm rất là tốt, là một trong những xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trên năm 2021 thì đối với bản số tự động và bản số tự động nói chung thì nâng cấp và đáng tiền, và khách hàng phải yêu thích chiếc xe này hơn nữa là chìa khóa thông minh có nút để nổ từ xa. Các anh chị và các bạn có thể đứng ở ngoài xe và bấm nút để nổ từ xa trong khoảng cách là 30 m và chiếc xe sẽ nổ máy. Và một điểm nữa là ngoại thất của Accent 2021 thay đổi rất là nhiều về các cái thiết kế đầu xe, đuôi xe, đèn xe cũng như là cản trước sau. Và bên trong nội thất thì cũng được thay đổi. Cái màn hình này là màn hình 8 inch to bản hơn, vì xử lý của cái màn hình này nổi hơn, xử lý tốt hơn rất là nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm. Và cái màn hình táp lô đặc biệt ở đây đó là màn hình táp lô thế hệ cũ thì là màn hình cơ, nhưng mà cái táp lô thế hệ mới là màn hình digital, hẳn hoi và điện tử hết. Và ok, tập trung vào cái vấn đề chính, đó là cảm giác lái của Accent 2021. Thì chia sẻ về cá nhân của mình thì Accent 2021 có cảm giác lái tốt hơn, phải nói là tốt hơn so với Accent 2018 rất nhiều. Về vô lăng thì cũng được bọc da cũng tương tự như cái thế hệ 2018, nhưng mà cái cảm giác lái của Accent 2021 thì trên Accent 2018 không thể có được, và đặc biệt là chiếc xe này cảm giác lái mượt mà hơn và tự tin hơn so với Accent 2018. Cái vô lăng của Accent 2021 đã được tinh chỉnh rất là tốt, khi mà vào cua thì rất là đậm chắc và chúng ta cảm giác là chúng ta đang lái một chiếc xe mà chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn rất là nhiều so với thế hệ cũ. Khi mà vào cua thì chúng ta biết được cái bánh xe của chúng ta khi vào cua nó đang ở đâu, chứ nó không có nhẹ giống như là thế hệ trước. Thế hệ trước phải nói là quá nhẹ đi. Khi mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta lái chiếc Accent thế hệ trước là như lái máy bay các anh chị. Nếu như mà mình lái chiếc Accent thế hệ trước thì mình cứ nói là như lái máy bay luôn. Như ông khách của mình vừa trước thì người nước ngoài ông cũng nói như vậy luôn, lý von như vậy cho vui thôi. Cái thế hệ trước thì đúng là cái vô lăng nó quá nhẹ đi, nên là mình không có cảm giác được cái cảm giác lái một chiếc xe ô tô. Nhưng mà thế hệ này thì khá là tốt rồi. Đặc biệt thì để mà các anh chị và các bạn biết được cảm giác lái thực tế thì các anh chị và các bạn có thể đăng ký lái thử bên showroom mình qua số điện thoại của mình trên kênh. Số điện thoại của mình là 0931443055. Bên mình hỗ trợ lái thử tận nhà, hoặc là ghé showroom bên mình thì sẽ hỗ trợ thủ tục giúp cho các anh chị trải nghiệm chiếc xe này. Ok, tiếp theo là giá xe. Giá xe Accent 2021 tháng 2 năm 2021 thì có những chương trình khuyến mãi gì và giá xe như thế nào thì chia sẻ với các bạn và các anh chị luôn. Thì Accent 2021 phân phối thì có 4 phiên bản như mình đã chia sẻ. Giá xe từng phiên bản, bản đặc biệt mình đang lái ở đây là bản cao cấp nhất, có giá là 545 triệu đồng. Xin nhắc lại một lần nữa là bản đặc biệt này có giá xe VAT cho các anh chị là 545 triệu đồng, tặng phụ kiện thêm cho các anh chị luôn. Và bản số tự động, bản thường thì có giá là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng thì đối với cái bản Accent AT thường 510 triệu đồng thì sẽ tặng cho anh chị một gói phụ kiện tương ứng là khoảng 10 triệu đồng nữa. Và cái phiên bản tiếp theo đó là phiên bản Accent số sàn thì có giá là 476 triệu đồng. Và Accent bản số sàn, bản base tiêu chuẩn thì có giá là 435 triệu đồng. Đó, ngoài ra thì sẽ cân đối tặng thêm cho các anh chị và các bạn những phụ kiện đi kèm xe đầy đủ hơn. Quý anh chị và các bạn chúng ta quan tâm cái chiếc xe này và chúng ta cần được tư vấn để sở hữu chiếc Accent 2021 thì quý anh chị vui lòng hãy đừng ngại, hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại trên kênh của mình, và hoặc là các anh chị có thể kết nối Zalo với số điện thoại 0931443055. Đó thì Đào rất là vinh dự để tư vấn cho các anh chị và các bạn mua được cái chiếc xe ưng ý của mình. Accent 2021 thì nâng cấp lên những tính năng cao cấp hơn, nhưng mà vẫn giữ đầy đủ những cái tính năng ở thế hệ cũ. Cái mức giá mà mình vừa cung cấp cho các chị và các bạn đó là cái mức giá mà phải nói là Hyundai hầu như không có đổi giá luôn, không có đổi giá từ khi ra mắt cái chiếc xe này so với cái thế hệ 2018. Và đây là một cái mức giá phải nói hợp lý, rất là hợp lý cho một cái chiếc xe phân khúc hạng B và có những cái tính năng đặc biệt và phải nói là theo mình thì nó là cái chiếc xe đáng sở hữu nhất ở trong phân khúc hạng B. Và đó cũng chính là lý do vì sao Accent ở Việt Nam có số lượng bán ra nhiều đến như vậy. Một số cái chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn thì lái số tự động thì nó như thế nào? nào. Thì hiện tại mình đang trải nghiệm chiếc Accent 2021 đây. Thì lái số tự động rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng với chúng ta khi mà chúng ta có kinh nghiệm lái xe và chúng ta có một cái khoảng thời gian mà lái số tự động nhất định. Thường thì khi mà nộp gọi là giấy tờ để chúng ta bắt đầu thi học bằng lái thì hầu hết chúng ta sẽ thi bằng lái là thi bằng B2. B2 thì chúng ta sẽ thi bằng chiếc xe sẽ tập và sẽ thi là cái chiếc xe số sàn. Thì như vậy thì khi mà chúng ta kết thúc cái khóa học bằng lái thì chúng ta chỉ có được trải nghiệm xe số sàn thôi. Thì số tự động rất dễ lái đối với những ai mà đã có kinh nghiệm lái xe rồi. Nhưng mà vấn đề ở số tự động khi mà các anh chị và các bạn lần đầu tiên leo lên xe thì nó sẽ rất là nguy hiểm ở cái vấn đề đó là chúng ta nhầm chân ga với lại chân phanh đó. Ở trên số sàn á, thì số sàn thì các anh chị có thêm chân côn, chúng ta hoảng thì chúng ta thả ra thì nó tắt máy, nó dừng lại thôi. Nhưng mà ở trên số tự động thì đặc biệt nó sẽ không có tắt máy, các anh chị nhầm chân ga với lại chân phanh, thế là chúng ta đạp một phát là nó chạy và rất nguy hiểm. Nên là số tự động thì chúng ta khi mà chúng ta lái bằng B2, chúng ta nên thuê một chiếc xe số tự động và chúng ta sẽ trải nghiệm lái trong một cái vùng an toàn nào đó, có thể lái trong 1-2 ngày thì các anh chị quen cái chân ga với lại cái chân phanh thì các anh chị mới có thể lái chiếc xe số tự động tự tin hơn. Tại vì khi mà chiếc ô tô ra đường thì rất là nguy hiểm. Đó là một trong những vấn đề mà những cái vụ tai nạn của thường là các chị em phụ nữ, chúng ta lái số tự động và xảy ra nhiều cái tai nạn mà không đáng có. Số tự động này có cả chế độ bán tự động thì khác với các cái dòng xe cùng phân khúc thì chiếc xe này có cái hộp số gọi là có cấp. Như vậy thì cái khả năng mà đi đường trường vượt xe thì nó sẽ rất là tốt và nó cho cái gia tốc mong muốn. Đây mình sẽ về hộp số bắn tự động. Đó, chiếc xe bắt đầu theo cái nó sẽ vận hành theo ý của mình. Đó, anh chị thấy không? Chiếc xe bắt đầu cầm rú bởi vì nó sẽ về cái số bắn tự động mà chúng ta tăng giảm số theo cái ý muốn của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái gia tốc mà chúng ta mong muốn khi mà lái xe vượt xe. Ở những dòng cùng phân khúc như là Honda City thì là hộp số CVT, thì hộp số CVT thì tiết kiệm nhưng mà nó sẽ không có cho chúng ta cái cảm giác vượt xe tự tin bằng cái chiếc Accent. Không biết ý kiến của anh chị như thế nào, chúng ta có thể comment bên dưới. Ok. Nếu mà các bạn và các anh chị chúng ta cảm thấy cái clip này hữu ích thì các bạn và các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Mình sẽ cung cấp thêm rất là nhiều clip về tất cả các dòng xe của Hyundai đến tất cả các anh chị và các bạn. Ngoài ra các anh chị và các bạn cần báo giá xe cũng như là hỗ trợ thủ tục mua xe Hyundai Accent thì các anh chị và các bạn hãy vui lòng gọi điện hoặc là Zalo số điện thoại 0931443055 để mình tư vấn và hỗ trợ các bạn và các anh chị lái xe. Đến đây thì mình xin kết thúc clip chia sẻ về Hyundai Accent, cảm giác lái xe cũng như là các cái vấn đề liên quan về chiếc Accent này. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị.